con chim này nó chết thì do ấy gì ta, tiếng mồi hay gì, thấy đợt rồi chết nhiều. Dạ. Đó là tình hình chung anh. Nói chung là thời gian qua thì nói chung tâm mùa lạnh hay là cái mùa mà người ta phun thuốc đó ở đồng bằng á, thì nói chung là cũng nhà nào cũng chết hết đó, chứ không phải riêng nhà mình đâu. Cái nhà hôm nay là như năm nào mà trước cái nhà thì 3-4 tháng mà nó cũng không có được làm mấy cái tôi nhà này. Nào, có đạt như nhà mình không anh? Không được đạt như nhà này nhưng mà ông mới sửa lại rồi. Đó. Nhà mới sửa lại là ông mới đỡ. Ừ, khúc này tổng ngon quá anh ha. Khúc này tổng ngon quá này. Như sàn này là mình nhiều nhất đúng không? Trời. Em nghĩ nếu mà nhà chim anh em mình thế này á, em nghĩ chắc cũng có 250 tổ cả vẹt luôn á. 250 tổ cả vẹt luôn. Còn đó. Anh có làm cách không? Chim con chết à? Chết. Tôi này chết nhiều lắm nha. À. Này chết đó là. Không tùy được. Chết quá trời chết. À trời.